nhà phố CF Nhà Bè. Khi trước với giá 20 tỷ, bây giờ giảm giá chỉ còn hơn 13 tỷ. Một khu đô thị 350 hectare của chủ đầu tư CF tại Hàn Quốc cho ra khoảng 60 căn nhà phố với đường trước nhà 12 mét và được thiết kế gồm 1 trệt 2 lầu rưỡi với diện tích ngang 7, dài 17. Và bây giờ Phước Sửu cùng với cả nhà vào bên trong để khám phá căn nhà phố này nhé. Đây là một căn nhà phố với tầng trệt có thể thiết kế một phòng khách và một phòng bếp. Phía sau là một cái không gian sân vườn khá thoáng mát phải không quý anh chị? Một số căn nhà phố ở đây thì thường là có mặt tiền trước và mặt tiền sau. Và bây giờ mình lên không gian của tầng 1. Với không gian của tầng 1 thì như mọi người nhìn thấy thì cửa rất là thoáng, có ban công trước và ban công sau. Đặc biệt ở đây thì mình có thể thiết kế được hai phòng ngủ, có ban công nha cả nhà, một cái tầm view khá đẹp nhìn về cung đường phía trước và nhìn về cái dãy biệt thự song lập. Một cái tầm view cực kỳ thoáng mát và đẹp ha. Rồi bây giờ mình vào không gian tầng 2. Tầng 2 thì tương tự như tầng 1, được bố trí có thể thiết kế gồm hai phòng ngủ, toilet bên trong luôn. Và đồng thời như mọi người nhìn thấy thì không gian cửa rất là thoáng nha. Hệ cửa thoáng, gió tự nhiên nên căn nhà trở nên thoáng mát và rộng rãi hơn. Và bây giờ ở đây là tầng áp mái. Với tầng áp mái thì mình có thể thiết kế một cái phòng sinh hoạt chung. Và đặc biệt ở trên thì nó có một cái sân thượng nha cả nhà, rất là đẹp. Và mặt sau thì có thêm một cái ban công. Ở đây thì mình có thể tổ chức được cái tiệc barbecue tầm khoảng 5 đến 7 bàn. Một cái căn nhà phố khá thoáng mát và cái tầm view khá đẹp cả nhà ạ. Và phía sau thì giáp với lại shop house nên là có cái không gian sân vườn khá thoáng mát, điều hòa không khí. Và nơi đây phải nói là một nơi có tiện ích cực kỳ đẳng cấp cả nhà. Hồ bơi siêu rộng luôn, phòng tập gym nè, barbecue ngoài trời nè. Và đặc biệt ở đây là có tắm sauna, xông hơi, pizza, bóng bàn và rất là nhiều tiện ích cực kỳ đẳng cấp cho một khu đô thị gọi là chuẩn và khu đô thị 350 hectare của CS Hàn Quốc. Còn chần chờ gì nữa, quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu để cảm nhận xem dự án này có đáng là một nơi đầu tư hay không. Với những cái căn nhà phố như vậy, gia chủ đang kẹt tiền cầm ăn gấp nên có một mức giá khá tốt để cho quý anh chị lựa chọn nơi đây là một nơi đầu tư an cư lạc nghiệp và sinh lợi lâu dài. Còn chần chừ gì nữa hãy nhấc máy và inbox gọi ngay cho Phước Sửu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.